Hello, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay có một cái tin mới về một cái người phải nói rằng là tạm gọi giống như là kẻ thù của bà Hằng đi. Tại vì thật sự mà nói rằng là trong cái thời gian mà bà Hằng livestream để phản ánh một số những cái nhân vật ngay tại Việt Nam đó và được mọi người quan tâm. Đầu tiên thì như thế nào quý vị? Đầu tiên thì bên phía của ông Võ Hoàng Yên là một cái thần y trong ngoặc kép. Đã dùng cái chiêu trò chữa bệnh mà bằng cách là kéo lưỡi vỗ tai mà chữa được cái bệnh câm điếc bẩm sinh. Đó là một chiêu trò mà lừa đảo mà được coi như là sự PR, tức là quảng bá thương hiệu của một số những là nghệ sĩ nổi tiếng. Lúc đó là bà Hằng là cũng vạch trần ra một số những nghệ sĩ mà tạm gọi là dùng cái chiêu trò để mà PR cho cái nhân vật này. Thì trong đó nó liên quan, nó dính líu với nhau cũng một số những nhân vật khác, ở trong đó có là người mẫu, có ca sĩ, có hài sĩ, nhà báo, luật sư, vân vân, một số nhân vật. Thì hôm nay có một số những bài báo họ đăng lên là một cái nhân vật gọi là cựu người mẫu Trang Trần. Thì Trang Trần này là một trong những cái người mà phải nói rằng là có những cái lời lẽ mà vu khống, nhục mạ, xúc phạm bà Hằng rất là kịch liệt đó trong thời gian đó quý vị. Mà thật sự mà nói rằng là bà Hằng, bà cũng không có biết là cái cụ người mẫu này là ai, cũng giống như một số nhân vật khác giống như Đinh Lan rồi Hàn Ni, Trần Văn Sĩ vân vân, bà Hằng cũng không biết những nhân vật này. Nhưng mà những nhân vật này là tại vì một cái số là dây mơ rễ má, sự quen biết là với nhau, cho nên là họ binh vực nhau để họ chống đối, họ vu khống, họ nhục mạ, họ xuyên tạc bà Hằng, ông Dũng, thậm chí là họ xuyên tạc về công ty Đại Nam và cái quỹ từ thiện Hằng Hữu nữa. Cho nên ngay thời điểm đó thì bà Hằng cũng đã biết qua một số những nhân vật này là nhờ họ dựa vào cái vấn đề và họ làm những clip đó, trên mạng xã hội đó. Họ livestream hoặc là họ làm một số những clip ở trên YouTube và chửi bới bà Hằng, cho nên là bà Hằng mới biết được những nhân vật này là ai. Rồi bà Hằng cũng có những cái lời nói, lời qua tiếng lại với nhau, và thậm chí là bà Hằng đã có những cái đơn thưa đó. Tức là những cái đơn mà tố cáo đó. Và hiện tại bây giờ không biết là những cái đơn này là bên phía của cơ quan chức năng họ đã xử lý chưa. Có thể rằng là họ đã xử lý một phần nào rồi, tức là bên phía Hằng đi Trần Sĩ là xử lý rồi. Còn một số nhân vật khác giống như là Trang Khàng hoặc là Đinh Lan hoặc là một số nhân vật khác thì không biết là họ đã làm việc tới đâu rồi. Nhưng mà hôm nay báo chí đăng lên một bài viết là Trang Trần đã chính thức sang Mỹ định cư cùng chồng là Việt Kiều. Đó, thì quý vị, báo cũng mới ngày hôm nay thôi họ đăng lên như thế này. Thì cái vấn đề về là cái vấn đề về để mà đi mà định cư nước ngoài đó thì nó theo nhiều cái diện khác nhau, mà đặc biệt là với cái diện của Trang Trần là cái diện là bảo lãnh vì đoàn tụ gia đình theo cái diện mà vợ chồng. Thì cái diện mà vợ chồng này đi đoàn tụ gia đình thì nó cũng nhanh lắm, cũng không có phải là chậm. Nếu như mà họ quen biết, yêu thương nhau và đám cưới như với nhau là thật chứ không phải là giả, thì sau khi mà phỏng vấn xong là thì cũng một thời gian ngắn sau là họ đã đi rồi. Tuy nhiên là đối với những cái lá đơn tố cáo của bà Hằng thì không biết là nó là sao, cho nên chúng ta cũng phải quay lại một số những cái tờ báo. Thì trước hết thì Quốc Võ cũng đọc cho quý vị nghe cái tờ báo ngày hôm nay họ đăng là Trang Trần chính thức sang Mỹ định cư cùng với chồng là Việt Kiều, buồn rớt nước mắt vì không còn được nhậu, ở trên một cái trang báo tin tức. Đây quý vị ha, đây đó. Thì trong tờ báo này họ nói đó là Trang Trần và con gái đã chính thức lên đường sang đoàn tụ với ông xã là Louis ở Mỹ. Sáng nay, một người bạn thân thiết của Trang Trần đã đăng tải hình ảnh tiễn cựu người mẫu và con gái lên đường đi Mỹ ở sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều bạn bè cũng bình luận chúc mừng Trang Trần được đoàn tụ cùng ông xã Louis. Chúc cô thượng lộ bình an. Được biết lần này cựu người mẫu sẽ chính thức định cư tại Mỹ sau nhiều năm sống xa cách chồng. Trên trang cá nhân, Trang Trần cũng chia sẻ cảm xúc buồn bã khi rời khỏi Việt Nam. Cô viết rằng là nước mắt chảy ra không ngủ được, cứng rắn lắm để rồi bật khóc. Cựu người mẫu còn hài hước nói rằng điều khiến cô nhớ nhất là những cái buổi nhậu cùng bạn bè, nhắn nhủ nếu ai ghé ăn bún đậu quán của mình thì nhớ chụp ảnh lại và tag vào cho cô xem. Trang Trần cùng chồng Việt Kiều Louis chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 5 2023 tại Đà Lạt. Sau gần một thập kỷ gắn bó, cặp đôi có con gái đầu lòng là bé Kiến Lửa vào năm 2015, nhưng nhiều năm qua Trang Trần vẫn sống ở thành phố Hồ Chí Minh, còn chồng cô định cư ở Mỹ. Thỉnh thoảng chồng Việt Kiều sẽ bay về nước thăm cô và con gái. Và ngược lại, Trang Trần cũng sắp xếp cho con sang Mỹ đoàn tụ với gia đình bên nội.
Cựu người mẫu từng chia sẻ, ông xã và bản thân cô đều mong muốn gia đình sớm đoàn tụ, nhưng vì cô đam mê kinh doanh và có nhiều kế hoạch chưa thực hiện được xong, nên vẫn ở lại Việt Nam cho tới khi thời điểm thích hợp mới sang Mỹ định cư. Đó là cái bài báo ngày hôm nay họ viết về cái cô người mẫu này. Thưa quý vị, mình sẽ nhắc lại một chút xíu về những cái chuyện ngày xưa. Vào những cái thời mà còn bà Hằng đi, thì cũng có một số những tờ báo rất là chính thống họ đã đăng lên, giống như báo Tuổi Trẻ, báo Công An, báo Pháp Luật, báo Thanh Niên, v.v. Thì mình quay lại một cái tờ báo gọi là tờ báo Tuổi Trẻ, họ đăng vào tháng 4 2023, tức là cũng cách đây cũng là hơn nửa năm thôi, đây quý vị, cũng mới đây thôi ha. Thì họ đăng về một cái bài viết là những cá nhân nào bị bà Hằng tố cáo và đang bị điều tra. Thì đây, theo cáo trạng, bà Nguyễn Phương Hằng có đơn tố cáo 5 cá nhân và 13 chủ kênh YouTube, Facebook về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân. Đó là cái điều 331 đó quý vị. Bên cạnh việc truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên đại học luật, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam. Cáo trạng cũng thể hiện là bà Nguyễn Phương Hằng có đơn tố cáo một số cá nhân về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các cá nhân bà Hằng tố cáo gồm có ông Trần Văn Sĩ, luật sư Trần Văn Sĩ, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức là ca sĩ Mỹ Oanh, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Trang, tức là người mẫu Trang Trần, bà Đinh Thị Lan và những người đăng ký quản lý sử dụng các tài khoản Facebook tên là Đàm Ngọc Tuyên, Huỳnh Ngọc Thiên Hương, Xóm Nhiều Chuyện, Giác Tịnh Nhân, Mara Trần, Đinh Thu Hiền, Vô Thường, Đinh Lan và các tài khoản YouTube tên là Kim Mao TV Hoàng Ngọc, Hot News, Happy Media, Biên Niên Tiểu Sử, Lan Đinh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đó quý vị, mình không có nhắc đến những cái tên kênh YouTube, nhưng mà nhắc đến là năm cái tên này nè, năm cái tên mà được bà Hằng tố cáo nè, gồm có Trần Văn Sĩ, ca sĩ Vy Quanh, Đàm Vĩnh Hưng, Trang Trần và Đinh Thị Lan. Đó là năm cái nhân vật mà đã được bà Hằng tố cáo trong những lá đơn đã gửi cho cơ quan chức năng rồi. Và hiện tại bây giờ đó thì chỉ có Trần Văn Sĩ thôi, chỉ có Trần Văn Sĩ là được đã bị bắt tạm giam rồi. Còn bốn nhân vật còn lại thì chưa. Như vậy thì chúng ta đặt một câu hỏi rằng là liệu cơ quan chức năng họ đã vào cuộc để họ điều tra chưa? Họ điều tra về những nhân vật này đã có những cái hành vi xâm phạm vào cái quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với bà Hằng và công ty Đại Nam. Họ đã làm chưa? Và nếu mà họ đã làm rồi đó, thì họ chừng nào họ mới bắt đầu họ truy tố và họ đưa ra tòa để xét xử? Thì cái vấn đề này chúng ta là vấn đề chúng ta quan tâm nhiều nhất trong vấn đề này. Bởi vì thưa quý vị, đối với cái việc của bà Hằng đó, hiện tại bây giờ đã bị bắt tạm giam và đã tuyên án cái phiên tòa sơ thẩm là 3 năm tù rồi. Thì hiện tại bây giờ là bà Hằng không kháng án, không kháng cáo, cho nên là chấp nhận hình phạt 3 năm tù đó. Nhưng mà bà đã bị tạm giam là đến thời điểm này là hơn 19 tháng, cũng sắp xỉ 20 tháng rồi quý vị. Đó. Như vậy thì sắp tới đây cái phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra, đúng không ạ? Dễ diễn ra, nhưng mà do là cái người kháng cáo là ông tiến sĩ Lật Lục Đặc Anh Quân và ba người nhân viên của bà Hằng, chứ không phải do bà Hằng kháng cáo. Vì vậy cho nên là đối với phiên tòa phúc thẩm này, bà Hằng với cái vai trò là người quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Rồi thì bà Hằng là một người tốt, một cái người đã làm biết bao nhiêu điều thiện nguyện cho quê hương đất nước, cho người nghèo khó tại Việt Nam. Cái quỹ từ thiện của Hằng Hữu của bà Hằng đã bỏ ra hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng trong mùa dịch Covid, trong khi có một số những cái nhân vật chủ chốt, chơi chớp bu, những nhân vật như là cầm giữ những chức vụ quan trọng của đất nước. Nhưng mà họ đã trục lợi, họ đã dùng cái sự đau khổ, cái sự đau đớn của người dân ở nước ngoài khi mà mong muốn tìm về quê hương của mình để tránh nạn, tránh Covid. Mà họ tạo ra những chuyến bay để giải cứu, đặt là giải cứu, nhưng mà cái giải cứu này có phải đề nghị rằng là trong ngoặc kép. Rồi công ty Việt Á này nọ, tùm lum, họ đã coi như là lừa đảo, họ đã dùng những cái mưu mô xảo quyệt để họ chiếm đoạt tài sản, tiền bạc của người dân nghèo ở khắp nơi. Còn riêng bà Hằng thì sao quý vị? Riêng bà Hằng là một người đang sống tại Việt Nam, đang sống, đang cống hiến, đang làm việc tại Việt Nam và đã bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng để giúp đỡ cho đó cái mùa dịch, làm ra những cái oxy, làm ra những cái găng tay, rồi
cống hiến rất là nhiều những vấn đề về đất đai để nhà nước có được cái thêm, có thêm được cái tài chính để mà giúp cho người dân trong mùa dịch. Họ làm như vậy, họ làm rất là nhiều thứ bằng cái tình cảm, bằng cái tâm tư, bằng cái nguyện vọng và bằng tài chính và bằng tâm công sức của mình nữa. Nhưng mà đến rồi họ lại có những cái vi phạm pháp luật về những cái lời nói nó xảy ra ở trên mạng xã hội. Để rồi phải ngồi tù đến thời điểm này là cũng sắp xỉ 20 tháng rồi quý vị. Và được tòa tuyên án là như thế nào? 3 năm tù giam. Còn những nhân vật khác, những nhân vật mà tố cáo bà Hằng, những nhân vật mà đã đẩy bà Hằng vào trong tù đó thì sao quý vị? Họ có làm gì được cho quê hương đất nước không? Rồi họ sao đó quý vị? Rồi họ hiện tại bây giờ là họ làm gì? Họ lại bị bà Hằng tố cáo. Nhưng mà tại sao những cái người bị tố cáo này lại chưa được điều tra xét xử một cách là coi như là quang minh chính đại? Chúng ta đặt câu hỏi rằng là đến bao giờ, thời điểm nào thì sẽ được cơ quan chức năng họ vào cuộc để họ xử lý? Đó là câu hỏi mà lớn nhất mà hầu như là không chỉ riêng Quốc Võ không, mà còn rất là nhiều người đang sống tại Việt Nam và các kiều bào ở nước ngoài cũng đang đặt câu hỏi này quý vị. Đó. Rồi đến thời điểm này thì sao? Bây giờ là một số người họ đã đi đâu qua nước ngoài. Một số người đã đi nước ngoài. Như vậy thì cái đơn tố cáo đó sẽ được xử lý như thế nào? Dĩ nhiên là người mẫu trăng trần này thì thưa quý vị, mới qua Mỹ thì chữ trăng ráo thì cũng cùng lắm là có thể xanh thôi. Tại vì chồng bỏ lãnh qua mà. Có thể xanh thôi thì qua 2 năm bắt đầu là thì sẽ được gia hạn có thể xanh 10 năm. Rồi trong vòng 5 năm thì sẽ được là nhập quốc tịch. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì vẫn còn là quốc tịch Việt Nam. Mới là thường trú nhân tại Mỹ thôi. Chứ chưa. Cho nên là coi như là cũng có thể là nếu như mà có những cái vấn đề mà bà Hằng bởi tố cáo mà sau đó thì khi mà cơ quan chức năng họ điều tra đó mà đúng người đúng tội đó thì sẽ có những cái lệnh mà dẫn độ về Việt Nam để mà thi hành án, cái chuyện đó rất là bình thường, không sao cả. Cho nên chúng ta cứ chờ xem những cái động thái tiếp theo sau khi những cái phiên tòa mà xét xử bà Hằng xong rồi đó thì sẽ đến những cái phiên tòa xét xử của những nhân vật đối nghịch giống như Hằng đi Trần Nghệ Sĩ. Thì khi mà Hằng đi Trần Nghệ Sĩ mà được đưa ra tòa xét xử đó thì bà Hằng sẽ với cái vai trò là người bị hại, đúng không ạ? Người bị hại đó. Những cái gì mà càng về sau này thì nó càng hấp dẫn quý vị. Nó chưa hết đâu. Cái bộ phim này nó còn dài lắm. Nó chưa hết đâu. Nhưng mà sau khi mà bà Hằng bị bắt xong rồi, bị tạm giam rồi, bị ra tòa vừa rồi đó. Sau khi mà kết thúc cái phiên tòa mà sơ thẩm đó thì bà Hằng được cái được điểm của những người hâm mộ rất là nhiều. Tại sao Quốc Võ nói là được điểm? Bởi vì chơi không chạy, có sức chơi cái sức chịu, không kháng án, không kháng cáo. Tức là công ty trách nhiệm một mình tôi là hồi xưa là bà Hằng mới nói là bị y chóc luôn quý vị. Nhưng mà mình nhìn thấy những cái thái độ, những cái cách cư xử của những người, tức là những người công an viên đó, mà ngồi bên cạnh bà Hằng trong cái thời điểm mà phiên tòa xét xử đó, mình thấy cái tình cảm nó dạt dào. Có phải cảm thấy rất là nhiều cảm xúc khi mà nhìn thấy những công an viên, đặc biệt là cái cô nữ mà đưa dầu cho bà Hằng bị sức á, hoặc là cái anh công an viên mà đưa cái chai nước cho bà Hằng bà uống đó, hoặc là một cái người công an viên mà nữ ngồi trên ghế trong cái phòng chờ đối ngồi chung bà Hằng đó, rồi đưa cái phone ra để nhìn vào trong đó có vẻ như là xem những cái tin tức hay là gì đó quý vị. Nó rất là gần gũi, nó không phải có vấn đề về xa cách giống như là một người công an viên đó, một người là mang danh là bị cáo, là bị can, không phải vậy quý vị. Nó khác nhau xa lắm, nó giống như là một người bạn với nhau vậy đó. Rồi Quốc Võ cũng soi kỹ khi mà cái thần thái bà Hằng bước ra khỏi tòa, nó hang nghiêng, nó hiên ngang, nó can đảm, nó không phải mà sợ sệt gì cả. Thậm chí những cái lời đối chất của bà Hằng trước tòa đối với những người mà luật sư phía bên kia cũng vậy quý vị. Rồi rất là chỉnh chu luôn, nói chung là tóc tai gọn gàng, mặt thì có make up nhẹ, móng tay móng chân thì có cắt gọn, rất là gọn gàng. Nói chung là tất cả mọi thứ rồi đều ổn. Người ta nói rằng bà Hằng xúc mấy chục ký, nhưng thật sự mà nói rằng là bà Hằng không xúc ký nào, có vẻ còn mập mạp hơn xưa nữa. Nói chung là cái cách mà đối xử với bà Hằng ở trong trại giam thì cũng có phải nghĩ rằng là tất cả mọi thứ nó đều tốt, bởi vì người ta biết được bà Hằng là con người như thế nào, đúng không ạ? Không phải là một người tội phạm. Và đặc biệt là chúng ta không hề thấy bất kỳ một cái tấm hình hoặc là một cái đoạn video clip nào quay lại cái cảnh bà Hằng bị bắt. Không thấy cảnh còng tay, không thấy cảnh bị bắt đêm đi. Nói chung là tất cả mọi thứ nó đều là không có. Như vậy thì những lời đồn đoán nó trở thành là vô nghĩa hết quý vị ha.
những lời đồn đó của bà Hằng ở trong tù thế nào, rồi như này nọ, tất cả mọi thứ nó trở thành là vô nghĩa, bởi vì chúng ta không có một bằng chứng nào. Đó, hôm nay thì Quốc Võ cũng khá là có một chút xíu thời gian, cho nên là cũng cùng quý vị khán giả ở kênh Quốc Võ đó, thì mình cũng chia sẻ những thông tin này. Thì sắp tới là coi có những thông tin nào mà nó mới hơn, nó hấp dẫn hơn, thì Quốc Võ cũng chia sẻ cho mọi người. Bởi vì trong này, cái tháng này là cái tháng 12, tức là cái tháng của những cái ngày cận Tết, cận cuối năm của 2023. Đó, sắp tới đây thì vài ngày nữa thôi là tới Christmas xong là tới là cái New Year. Là cái New Year Tết Tây xong là tới cái Tết Ta liền quý vị. Cho nên là những ngày cận Tết này thì cũng náo nức, coi như là để tiễn một cái năm cũ nó trôi qua, rất là nhiều những cái bộn bề trong cuộc sống. Và chúng ta sẽ chào đón một cái năm mới an khang thịnh vượng hơn. Cho nên Quốc Võ cũng mong rằng trong năm 2024 đó, thì tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết một cách rất là tuyệt vời. Giống như là cái chuyện của bà Hằng, những cái drama này là sẽ được giải quyết xong trong năm 2024. Và cũng mong rằng là coi như là khoảng chừng 30 tháng 4 thôi thì bà Hằng được phóng thích. Đó, sẽ coi như là đường đường chính chính là bước ra khỏi coi như là tòa án với một cái phong thái đặc biệt. Và trở về với một cái cương vị là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Và cũng mong rằng là bà và ông Dũng sẽ tiếp tục đồng hành chung với nhau để thực hiện được những cái ước mơ hoài bão về việc thiện nguyện của mình, đặc biệt là cái quỹ từ thiện Hằng Hữu. Bởi vì tất cả những cái gì mà bà Hằng bà dành dụm ha, từ tâm tư nguyện vọng của mình cho tới cái tài chính của mình đều đặt hết vào trong cái quỹ Hằng Hữu đó, và sẽ để lại cho con trai của mình là bé Hằng Hữu đó, sau khi bé 18 tuổi thì bé sẽ coi như là tiếp nhận được cái tất cả những cái gì mà cha mẹ mình để lại, để nối tiếp cái con đường hành trình đó, con đường mà hành trình mà thiện nguyện đó, đó cho nó vang mãi luôn quý vị ha. Đó là một điều rất là tuyệt vời mà cũng mong rằng như vậy đó. Hàng ngàn hàng vạn những cái trái tim đang thoi thóp, đang chờ đợi cái quỹ Hằng Hữu này mở cửa lại để mà mổ đó, thì tất cả mọi thứ nó sẽ rất là tuyệt vời trong năm 2024 này, cũng mong là như vậy. Rồi, mến chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là tốt lành nha. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một clip đặc biệt sau đây. Trong tháng 12 này sẽ có những cái khuyến mãi đặc biệt gì của những sản phẩm mà Quốc Võ đã bán cho thị trường. Đó, Đông trùng hạ thảo, collagen, trà Acetaba có những đợt rất đặc biệt luôn trong tháng 12 này quý vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi.